Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group đấu giá 65 lô thửa đất ở tại các xã Phúc Sơn, Lan Dưới, Hợp Đức, Phúc Hòa, Việt Lập, Ngọc Lý, Song Vân, Liên Trung, thị trấn Nhã Nam, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian đấu giá từ 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2023, tức thứ Năm. Tân Yên là vùng đất cổ kính có bề dày lịch sử với vị trí địa lý phía Bắc giáp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và huyện Yên Thế, phía Đông giáp huyện Lạng Giang, phía Tây giáp huyện Hiệp Hòa, phía Nam giáp huyện Việt Yên và thành phố Bắc Giang. Sở hữu nhiều hệ thống giao thông huyết mạch như quốc lộ 17, đường tỉnh 298, 297, đường tỉnh trục Đông Tây gồm đường tỉnh 294, 295, trục theo hướng Tây Bắc Đông Nam, đường vành đai 5 vùng thủ đô đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa giữa huyện với các vùng kinh tế trọng điểm. Những năm qua, cùng với sự quyết tâm đổi mới sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong hành động, cùng sự đồng thuận chung sức của nhân dân, huyện Tân Yên đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, khẳng định vị thế của huyện đối với sự phát triển chung của tỉnh. Huyện phấn đấu tốc độ tăng giá trị gia tăng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 23,4% một năm. Tích hợp vào quy hoạch của tỉnh với 5 khu, 8 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.188 ha. Đến nay có 3 cụm công nghiệp Đồng Đình, Lăng Cao, Ngọc Vân đã được thành lập, đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư. Một khu công nghiệp Phúc Sơn đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 5 cụm công nghiệp còn lại đã lựa chọn doanh nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. Bên cạnh đó, các khu đô thị lớn được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Thực hiện hợp đồng đấu giá giữa Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý Trật tự Giao thông Xây dựng Môi trường huyện Tân Yên, Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group tổ chức đấu giá quyền sử dụng 65 lô thửa đất ở tại các xã Phúc Sơn, Lan Dưới, Hợp Đức, Phúc Hòa, Việt Lập, Ngọc Lý, Song Vân, Liên Trung, thị trấn Nhã Nam, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tổng diện tích 65 lô thửa đất là 7.546,43 m2. Tổng giá khởi điểm các lô thửa đất trên là 58.414.500.000 đồng. Đấu giá 11 lô thuộc phân lô DO13, DO14, DO15 thuộc khu đô thị dịch vụ Đồng Cửa Đầu, thị trấn Cao Thượng. Phân lô DO13 3 lô gồm các lô 04, 05, 07, diện tích từ 88m2 đến 142,3m2 một lô. Giá khởi điểm từ 14.306.818 đồng đến 17.168.561 đồng một m2, tương ứng với mức giá 1.259.000.000 đến 2.240.000.000 đồng một lô. Phân lô DO14 5 lô gồm các lô 01, 12, 13, 14, 18, diện tích từ 134,75m2 đến 168,9m2 một lô. Giá khởi điểm từ 13.647.495 đồng đến 16.382.475 đồng một m2, tương ứng với mức giá 1.839.000.000 đến 2.767.000.000 đồng một lô. Phân lô DO15 3 lô từ lô 01 đến lô số 03, diện tích từ 84m2 đến 105m2 một lô. Giá khởi điểm từ 13.647.619 đồng đến 16.380.952 đồng một m2, tương ứng với mức giá 1.376.000.000, 1.433.000.000 đồng một lô. Đấu giá một lô thuộc phân lô LK03, khu đô thị Chôm Nho, thị trấn Nhã Nam, lô số 28, diện tích 112m2, giá khởi điểm 19.479.166 đồng, tương ứng với mức giá 2.180.000.000 đồng. Đấu giá 31 lô thửa thuộc phân lô CL01 và phân lô CL02, cụm dân cư Đồng Cửa, thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn. Phân lô CL01 15 lô thửa gồm các lô thửa số 01463, 02464, 03465, 05467, 06468, 07469, 08470, 09471, 10472, 11473, 12474, 13475, 14476, 15477, 16478. Diện tích từ 90 đến 184,8m2 một lô thửa. Giá khởi điểm từ 3.787.879 đồng đến 6.156.218 đồng một m2, tương ứng với mức giá 504.000.000 đến 700.000.000 đồng một lô thửa. Phân lô CL02 16 lô thửa gồm các lô thửa số 06506, 07507, 13513, 14514, 15515,
17 517, 18 518, 19 519, 21 522, 22 523, 23 524, 24 525, 25 526, 26 527, 27 528, 28 529. Diện tích 90m2 một lô thửa, giá khởi điểm từ 5.600.000 đồng đến 6.155.556 đồng một mét vuông, tương ứng với mức giá 504 triệu đến 554 triệu đồng một lô thửa. Đấu giá 7 lô thửa tại cụm dân cư Đồng Giếng, thôn Ngòi Lan, xã Lan Dưới, gồm các lô thửa số 4, 546, 7, 546, 12, 512, 13, 517, 14, 558, 15, 559, diện tích 126m2 một lô thửa, giá khởi điểm 4.500.000 đồng một mét vuông, tương ứng với mức giá 567 triệu đồng một lô thửa. Đấu giá một lô thửa thuộc phân lô LK02, cụm dân cư Đồng Luyến, thôn Quất, xã Hợp Đức, lô thửa số 03-400, diện tích 110,3m2, giá khởi điểm 4 triệu đồng một mét vuông, tương ứng với mức giá 441.200.000 đồng. Đấu giá 3 lô thửa cụm dân cư thôn Quất Du 1, xã Phúc Hòa, gồm các lô thửa số 1-379, 42-423, 43-424, diện tích từ 111,9 đến 181,6m2 một lô thửa, giá khởi điểm từ 5.996.425 đồng đến 7.202.643 đồng một mét vuông, tương ứng với mức giá từ 671 triệu đồng đến 1.308 triệu đồng một lô thửa. Đấu giá một lô thuộc phân lô LK1, cụm dân cư trường trung cấp biên phòng thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, lô số 01, diện tích 78,9m2, giá khởi điểm 3.168.568 đồng một mét vuông, tương ứng với mức giá 250 triệu đồng. Đấu giá một lô thuộc phân lô LK2, cụm dân cư Đồng Nong Mưa, thôn Cầu Đồng 9, xã Ngọc Lý, lô số 01, diện tích 159,5m2 một lô, giá khởi điểm 18.871.473 đồng một mét vuông, tương ứng với mức giá 3.010 triệu đồng một lô. Đấu giá 7 lô thửa thuộc phân lô LK3, cụm dân cư Cửa Lẻ, thôn Tân Tiến, xã Song Vân, các lô thửa số 01-476, 02-475, 03-474, 04-473, 05-472, 06-487, 07-486. Diện tích từ 162 đến 222,7m2 một lô thửa, giá khởi điểm 6 triệu đồng một mét vuông, tương ứng với mức giá từ 972 triệu đến 1 tỷ 603 triệu đồng một lô thửa. Đấu giá 2 lô thuộc phân lô LK2 và LK3, cụm dân cư thôn Lãng Chanh 1-2, xã Liên Trung. Phân lô LK2, lô số 17, diện tích 132m2, giá khởi điểm 5 triệu đồng một mét vuông, tương ứng với mức giá 660 triệu đồng. Phân lô LK3, lô số 7, diện tích 137,33m2, giá khởi điểm 5.499.891 đồng một mét vuông, tương ứng với mức giá 755.300.000 đồng một lô. Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày thông báo niêm yết công khai đến hết ngày 18 tháng 12 năm 2023. Công ty phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý Trật tự Giao thông Xây dựng Môi trường huyện Tân Yên tổ chức hướng dẫn khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản 2 ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2023. Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký với công ty để được hướng dẫn hoặc chủ động xem đất trên thực địa. Khách hàng tham gia đấu giá chấp nhận thực trạng khu đất đưa ra đấu giá thì mới tiến hành đăng ký, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Địa điểm xem tài sản đấu giá tại vị trí 65 lô thửa đất ở tại các xã Phúc Sơn, Lan Dưới, Hợp Đức, Phúc Hòa, Việt Lập, Ngọc Lý, Song Vân, Liên Trung, thị trấn Nhã Nam, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày thông báo niêm yết công khai đến 16h30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2023. Địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý Trật tự Giao thông Xây dựng Môi trường huyện Tân Yên, trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã Phúc Sơn, Lan Dưới, Hợp Đức, Phúc Hòa, Việt Lập, Ngọc Lý, Song Vân, Liên Trung, thị trấn Nhã Nam, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group, công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group trực tiếp thu đơn đăng ký và tiền hồ sơ một ngày 18 tháng 12 năm 2023 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Bắc Giang, phòng giao dịch Tân Yên, địa chỉ đường Cao Kỳ Vân, khu dân cư mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 18 đến 17 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2023.
hình thức nộp tiền đặt trước. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào một trong hai tài khoản sau của công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group: tài khoản 1-4316-999-666 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Bắc Giang, phòng giao dịch Tân Yên, địa chỉ lô 7-8 C37, dự án nhà ở khu liền kề khu đô thị mới An Huy, đường quốc lộ 17, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tài khoản 2, 10656-66-9999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, chi nhánh Bắc Giang, phòng giao dịch Tân Yên, địa chỉ đường Cao Kỳ Vân, khu dân cư mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian từ 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2023, tức thứ Năm, địa điểm tại Nhà văn hóa huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, địa chỉ thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ hành chính tại công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group, địa chỉ lô 11-12ALK27, đường Tôn Đức Thắng, khu số 1, khu đô thị phía Nam, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại 0204-366-2929. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý Trật tự Giao thông Xây dựng Môi trường huyện Tân Yên, địa chỉ tầng 2, nhà hành chính công huyện Tân Yên, tổ dân phố Đồi Đỏ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trên đây là những thông tin mà công ty giới thiệu tới quý khách hàng biết để lựa chọn và đăng ký tham gia đấu giá. Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo hồ sơ tại trang thông tin điện tử của công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group, đấu giá đại dương.com, và trang mạng xã hội Zalo, Facebook, YouTube của công ty. Đấu giá hợp danh Đại Dương Group vinh dự tổ chức đấu giá quyền sử dụng 65 lô thửa đất ở tại các xã Phúc Sơn, La Giới, Hợp Đức, Phúc Hòa, Việt Lập, Ngọc Lý, Song Vân, Liên Trung, thị trấn Nhã Nam, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đấu giá Đại Dương tổ chức các cuộc đấu giá luôn công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng. Chúng tôi xin cam kết sẽ đem đến những dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất cho quý khách. Xin trân trọng cảm ơn.